đừng chê bai hay cười ai. Đời là thế đó, lúc thân tàn chẳng ai ngó ngàng. Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ test thử cho anh Cường ở Thanh Hóa cái bộ sóc cạc K300 kèm với cái mic LS500 các bạn nhé. Thì anh Cường mua cái bộ này bên em có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện đi kèm, đó là giá đỡ mic. Giá đỡ mic này anh có thể kẹp ở bàn anh nhé. Ngoài ra thì có cả màng lọc mic và cái giá này anh nhé, cái giá đỡ mic này anh này, cái màng lọc mic này anh có thể gắn ở phía trước mic. Hiện tại em demo cái cách gắn mic ở đây anh nhé. Ví dụ như mic thì anh khi nào mà anh lắp cái mic thì anh bóp hai bên này anh này, đây hai bóp đây thì cái khoảng không nó rộng ra anh nhé, và chúng ta bỏ cái mic vào thì và ngoài ra thì bên em được tặng kèm cái tai nghe Sony trùm tai anh này. Đây là tai nghe Sony trùm tai anh nhé. Được tặng kèm giá đỡ điện thoại anh này. Có được tặng kèm cái dây livestream 3 màu. Hiện tại em sử dụng cái dây livestream 3 màu này. Em đang cắm trên cái K300 và đầu còn lại em đang cắm ở trên điện thoại. Em đang quay cho anh đây anh nhé. Hiện tại em đang lấy nhạc bằng cái điện thoại anh này, không cần cắm dây đúng không anh? Và sau đây em sẽ thử cho anh một bài hát ở trên cái bộ sản phẩm K300 kèm với mic LS500 anh nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi mà anh hát thì anh có thể chỉnh cái chế độ vang này lên một chút. Alo, 1, 2. Đừng chê bai hay cười ai. Đời là thế đó, lúc thân tàn chẳng ai ngó ngàng. Ngày xưa vinh quang ai cùng ngoan. Dạ thưa anh khi cha cơ trắng còn dạ thưa. Đừng khinh khi tranh chi gạt nhau, luân nhân quá cũng sẽ đến xin này làm điều tốt. Hãy tu tâm tinh tiền đừng chết đừng hại ai. Đời ta can vui là ta nằm xuống như nhau. Để em vừa thử cho anh Cường ở Thanh Hóa cái bộ sao cà cà K300 kèm với cái mic LS500 anh nhé. Thì anh mua thì bên em có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện mà em vừa livestream cho anh đấy. Rồi ok, cảm ơn anh.